Từ Úc trở về ngày 18 tháng 3, Lê Vũ Anh Thư, sinh viên năm nhất của Đại học La Trobe, hiện đang ở khu cách ly tại trường quân sự huyện Ân Thi, đã biến 14 ngày cách ly thành 14 ngày dạy tiếng Anh online miễn phí. Chọn lối sống tích cực có ích trong thời gian cách ly là cách mà anh Thư xác định để chia sẻ với mọi người trong cuộc chiến với dịch bệnh COVID-19. Chỉ 3 ngày sau khi bắt đầu vào khu cách ly, với suy nghĩ biến 14 ngày xa gia đình và bạn bè trở nên có ích và thú vị hơn qua mạng xã hội, anh Thư đã tình nguyện dạy tiếng Anh online cho các bạn học sinh lớp 1 đến lớp 12. Mỗi ngày 2 ca dạy, mỗi ca 2 tiếng đồng hồ, ngày nào sắp xếp được thời gian và tràn đầy năng lượng thì thậm chí là 3 ca. Chào em, cho chị hỏi là trước khi mà về Việt Nam thì em có lo lắng về cái vấn đề mà cách ly không? Trước khi em về Việt Nam thì em chỉ sợ em không về thôi, chứ em cũng không sợ bị cách ly ạ. Em cũng nghe được tin tức là mọi người cần phải đi cách ly, em cũng thấy cái việc đấy nó cũng quan trọng ạ. Kể cả không phải đi cách ly thì em cũng thấy cực kỳ lo lắng khi mà mình về nhà ấy. Thế đến khi mà về đến khu cách ly rồi thì từ đâu mà em có cái ý tưởng là sẽ dạy học online? Khi vào đây thì em cảm nhận được có tình cảm và sự nỗ lực của các chiến sĩ, các bác sĩ rất là nhiều. Và em cũng muốn góp phần gì đấy cho cộng đồng ấy ạ. Và cũng biến cho cái 14 ngày nó không bị quá vô nghĩa. Thì em quyết định là em dạy online ạ. Ngoài cái việc dạy online ra thì bây giờ em rất là bị giới hạn. Trong cái cuộc chiến này thì ngoài cách dạy online, nói thật em cũng không biết phải làm gì hơn để mà góp sức cho cái cuộc chiến này ạ. Thì em suy nghĩ như thế nào về cuộc chiến này chống cái đại dịch này tại Việt Nam? Từ nơi mà em đi du học là ở Úc với ở Việt Nam thì em thật sự thấy là các công tác phòng dịch và chống dịch của Việt Nam mình rất là tốt. Cảm ơn em và chúc em sẽ có sức khỏe, tiếp tục để dùng cái sức trẻ của mình lan tỏa, chung tay với đất nước để chống đại dịch COVID này. Cảm ơn em rất nhiều. Chị.